Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Việt Nam nhìn về tương lai với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết. Trước khi làm Linh Mục, tôi là một người Việt Nam. Kính thưa quý thính giả thân mến và toàn thể mọi Việt Nam chúng ta trong và ngoài nước, trong chương trình Việt Nam nhìn về tương lai tuần này đó thì tôi muốn chia sẻ một vài cảm nghĩ nhỏ nhỏ về cái nhận xét của tôi về cái chuyến viếng thăm nước Mỹ vừa rồi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Vì thường sống hải ngoại thì tôi thường theo dõi những cái tin tức trên thời sự thế giới, đặc biệt nhất là những lần mà các chính phủ hay các nguyên thủ quốc gia mà đến thăm Hoa Kỳ, hoặc là những cái dịp long trọng lễ lạc nào đó, thì mình nhìn thấy cái sự sắp đặt của ban nghi lễ của tòa Bạch Ốc cũng như là chính phủ Hoa Kỳ đối với các nguyên thủ quốc gia hoặc là đối với những vị thượng khách, thì mình thấy nó rất là long trọng. Như lần này á, nhìn thấy tất cả mọi cái hình ảnh liên quan đến cuộc chuyến thăm vừa rồi của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, tôi cảm thấy nó vẻ nó hơi buồn. Thật sự ra thì tôi không hiểu hết được những cái chuyện ở trong nội bộ của họ, không hiểu hết được những cái đề tài ông Thủ tướng qua bên đó trao đổi gì với ông Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà nhìn qua cái cách tiếp đón cũng như qua hình ảnh đó, thì thật sự tôi cũng thấy nó buồn. Nó buồn cho một cái sự giống như một sự quá là tẻ nhạt, quá là đơn giản khi mà chính phủ Hoa Kỳ đón tiếp một gọi là một quốc khách. Cái gì dòng thế nào đi nữa đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là thủ tướng của một nước, thì thường thường đó thì người ta có những cái lối người ta gọi là protocol đó, tức là những cái nghi lễ hình thức đón tiếp thế nào để cho nó xứng tầm vóc của một như là một nguyên thủ quốc gia. Thì khi nhìn thấy ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đó, thì trước tiên á là khi mình nhìn thấy cái tướng tá ông ta, tôi cảm thấy nó cũng giống như là nó có vẻ nó hơi quê mùa, không có gì gọi là một tầm vóc của một người thủ tướng của một nước đến thăm Hoa Kỳ đã. Rồi cái việc mà đón tiếp tại sân bay cũng như là những dịp hội thảo nói chuyện với tổng thống đó, thì trong khi ông tổng thống Mỹ thì quay qua bắt tay, còn ông Nguyễn Phúc thì cố gắng vừa bắt tay vừa ngó mặt ra cho người ta chụp hình. Tôi cảm thấy thế là thằng bé mặc áo mới á, chứ thằng trẻ con mặc áo mới đó, tức là mới mặc áo mới lấy áo ra khoe mọi người. Thành ra tất cả những chuyện như vậy đó làm cho tôi thấy nó mình sống sang là đứng trong một cái cương vị của một thủ tướng một nước mà đi qua bên đó gặp cái sự đối xử, gặp cái sự đón tiếp. Thì mà tôi nghĩ rằng đây tất cả mọi chuyện là chú ý cả, chứ không phải là người ta vô tình đâu, bởi vì người ta có cả một cái ban nghi lễ đón tiếp của chính phủ, đâu phải là một cái việc mà ai cũng là sẽ được làm. Cho nên nhìn thấy cái đó tôi thấy xót xa cho cái số phận của riêng cá nhân ông Nguyễn Xuân Phúc và cái số phận của một cái chính phủ Việt Nam hiện nay. Rồi cái chuyện này thì nó lại tái đi tái lại, lần nào cũng vậy. Khi mà một vị viên chức của chính phủ Việt Nam mà đi qua hải ngoại thường là lúc nào cũng có những sự chống đối, lúc nào cũng có những cuộc biểu tình, những cái chuyện đó. Mặc dầu thì như lần này tôi nghe lại phóng sự đó, thì cái số người có lẽ nó không đông lắm, nó cũng không có ồ ạt lắm. Nhưng mà dầu thế nào đi nữa đó, thì khi mà ông ta đang nói chuyện với ông Tổng thống Trump trong tòa Bạch Ốc, thì bên ngoài một số đồng bào Việt Nam chúng ta tại vùng DC cũng như các tiểu bang phụ cận đó đã về đó để mà tổ chức một cuộc biểu tình, gọi là để gây sự chú ý cho biết rằng là cái chế độ Cộng sản Việt Nam là một chế độ nó vi phạm nhân quyền và nó tước đoạt hết mọi cái quyền lợi cũng như là cái sự tự do con người. Khi mà nhìn thấy những cái cảnh mà đứng ra biểu tình rồi la hét cầm biểu ngữ nè, đi các nơi nào cũng gặp bên đó, thì mình thấy rằng thật ra đó, cái số phận dân tộc mình, ta nói rằng là cả 90 triệu người thì giao mạng sống mình trong tay một thiểu số rất là nhỏ, và thiểu số đó nó tha hồ, nó vo tròn bóp méo. Và cái thiểu số này đó thật sự nó cũng chẳng phải là thiểu số trí thức gì, cũng chẳng phải là thiểu số có ăn học gì, mà là một thiểu số nó nắm quyền theo cái kiểu gọi là tôi kêu bằng chốt lấy được thời cơ. Và chốt được thời cơ rồi đó thì làm hết mọi cách để mà bảo vệ cái quyền của mình, làm hết mọi cách để mà bảo vệ cái vị trí cũng như là bảo vệ chế độ. Thì đó là cái mặt bên ngoài, mặt nổi bên ngoài khi mà đứng ra trình diện với mặt quốc tế. Còn trong khi đó thì chúng ta biết rằng ở trong nước, những cái chuyện nội bộ ở trong nước từ địa phương này đến biển khác đó, thì cái chế độ đó nó không có ngừng
không có nương tay trong bất cứ trường hợp nào để nó có thể nó hành xử một cách cho dù là cái ác độc nhất, thưa dường hợp anh Nguyễn Hữu Tấn là bị giết chết tại Vĩnh Long chẳng hạn, hay là vì sau này hiện tại lúc này đang có những cuộc xảy ra là những cuộc đấu tố rồi những cuộc bắt người đánh đập người trong cái việc mà khi dân chúng lên tiếng đòi hỏi quyền lợi hoặc là vấn đề phản đối vấn đề Formosa chẳng hạn, hay là cái việc mà đồng bào Công giáo một số nơi một vài giáo sư đã xuống đường biểu tình phản đối vân á, thì luôn luôn gặp những sự trả thù rất là hèn mạt, bắt bớ những người đi biểu tình rồi suối bẩy những người này đứng lên phản đối, đứng lên tố cáo, đứng lên chửi bới mấy ông cha mấy trò này. Tôi cho nó là một những trò bẩn thỉu, mà thật sự ra cái chế độ này đó luôn luôn nó dùng những cái trò bẩn thỉu, những cái trò ám muội đó để làm thế nào để mà gây sự sợ hãi. Và cái mục đích cuối cùng của họ đó là giữ được cái vị trí. Còn nắm công an đó thì từ xưa giờ vẫn có cái loan truyền với nhau rằng là còn đảng thì còn mình. Cho nên bây giờ bằng hết mọi cách cho dầu điên cuồng, cho dầu độc ác đôi nữa đó, thì họ cũng phải ra sức để mà bảo vệ cái đảng. Bởi vì họ cũng biết rằng, họ biết rất rõ rằng đó là dân chúng rất là thù hận. Một ngày nào đó mà những người đó không còn một chỗ bám nữa, cái bám đây là cái đảng, mà nếu cái đảng Cộng sản Việt Nam mà rã ra rồi đó, thì những thành phần công an, những thành phần nhất là những người địa phương mà gây ra bao nhiêu tội ác đó, chẳng những sẽ không còn quyền lợi, không còn cái gì để mà sinh sống rồi, còn mà ngay cả cái mạng sống của họ cũng chưa chắc giữ được. Mà tôi nghĩ rằng điều đó là điều những người công an trong nước họ biết rất là rõ. Chính vì thế họ đã luôn luôn ra tay đàn áp cách dã man những người phản đối kháng. Khi nói trường hợp đó thì chúng ta thấy nó đau lòng, bởi vì nếu mà Việt Nam mình mà không có một cái gì quyết tâm dứt khoát, không có một cái bước tiến nào gọi là quyết liệt để mà đương đầu với cái chế độ đó đó, thì cái sự tồi tệ ác độc, sự ma quỷ đó vẫn còn tồn tại, và dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn còn chịu đựng với cái sự hà khắc của chế độ. Trong khi ở trong nước đó thì họ rất là thẳng tay đàn áp và kêu bằng sẵn sàng để mà giết chết người, bỏ tù người, không nương tay đó, thì khi mà trường mặt hải ngoại đó thì những bộ mặt lãnh đạo của chế độ Việt Nam đó thật sự làm thất vọng rất là nhiều người. Mà tôi là một trong những người sau khi xem hình ảnh của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm viếng nước Mỹ vừa qua, trong mấy ngày vừa qua đó, thì tôi phải nói thật sự là thất vọng, rất là thất vọng. Đó là một vài điều tôi chia sẻ với tất cả quý thính giả và quý đồng bào Việt Nam ta trong đồng bào thân mến trong chương trình Việt Nam nhìn về tương lai tuần này. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ từ New Zealand.